Rồi, ghế đây rồi cưng, bên trái ngồi xuống ha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho đối phương nghe những thông tin về cá nhân của mình. Mời bạn trai. Dạ, trước tiên em xin chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị và đặc biệt là bạn gái bên kia. Em là Hồng Đức, sinh năm 1971. Trời ơi, sao trẻ vậy? Dạ, 1971 đó chị. 1971? Dạ. Rồi, một lời khen, quá trẻ luôn. Cảm ơn chị. Quá trẻ. Sở thích của em là ca hát, khiêu vũ nghệ thuật. Công việc của em là dẫn chương trình hát với nhau khiêu vũ nghệ thuật. Dạ. Thảo nào. Vâng, quê không quán của em là ở Sài Gòn. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ, sống với anh chị ở trong gia đình, còn ba người. À, dạ. Còn ba mẹ? Ba mẹ mất lâu rồi. Mất lâu rồi. Dạ, vâng. Mời chị gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh bạn trai bên kia. Em là Nguyễn Thị Cẩm Hiền, sinh năm 1975, 44 tuổi. Làm việc và sinh sống ở xã Đông Thạnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Yeah. Công việc của em là kinh doanh tự do. Sở thích của em cũng là yêu ca hát, nhảy múa. Hợp nhau rồi ha. Dạ. Yeah. Chị đang sống với ai? Em sống một mình. Sống một mình. Thế ba mẹ gia đình mình là ở đâu chị? Dạ, ba mẹ gia đình là ở tại Cần Thơ. Ở Cần Thơ. Wow, quê Cần Thơ mình. Yeah. Lên đây. Rồi bây giờ mình qua tới điểm mạnh và điểm yếu. Thế anh nghĩ bản thân anh là có những cái điểm mạnh gì, những điểm yếu gì? Ưu điểm của em á, biết nấu ăn. Mình thích ăn thì mình lanh vào bếp. Hơi nóng tính một chút. Nóng nhưng mà có kìm hãm được. Còn gì nữa không anh? Biết trang trí nghệ thuật như là các mùa lễ Tết hay là Halloween này thì đó, tất cả là biết là nghệ thuật mà mỹ thuật rồi em biết làm. Rồi. Như là trang trí được. Điểm yếu. Điểm yếu của em hả? Hơi dễ xui lòng chứ. Hơi dễ xui lòng cụ thể là sao? Có nghĩa là em thì thực sự là cương trực lắm nhưng mà nhiều khi mà nghe người ta nói chút xíu mình có thể mình làm xui thôi. À. Dạ. Mình... Ai ngọt nói mũi lòng liền. Là mũi lòng liền ha. Dạ. Thế còn chị? Chị có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ, em sống hòa đồng, thích nghi với mọi cuộc sống. Còn điểm yếu của em á là cũng hay giận hờn. Giận hờn mà giận hờn đúng hay giận hờn vu vơ? Giận hờn đúng. Bạn bên đối phương mà biết sai năn nỉ thì em hết giận, nhưng mà nếu không biết thì em giận tới 10 năm sau vẫn còn giận. Trời ơi, chi mà khổ thì để bụng chi cho mệt vậy. Nếu người ta biết là người ta biết lỗi người ta đã xin lỗi mình rồi. Dạ, vâng. Nếu người ta không biết, người ta vô tình người ta lướt qua luôn mà mình lại ôm cái mối hận ở trong bụng là chỉ có một mình. Dạ, mình mệt thôi. Không có hận mà chỉ buồn, buồn. Dạ. Tình trường của anh chị thì sao nè? Mày anh cũng nhiều cái xương xanh, chắc tình trường cũng dày cộm mà. Thật sự là hồi còn đi học á, em có quen một bạn gái. Lúc mà lớn thì chuẩn bị là hai đứa tí tới hôn nhân á. Nhưng mà bên phía ba mẹ bên bạn gái á, bác phải lỗi lỗi anh trời khác, luật sư. Cho nên mình cũng bị sốc về vấn đề đó. Nên từ hồi đó đến giờ là em bị một mối tình đó cũng lâu rồi. Lâu là bao lâu? Chừng 25-26 tuổi. Rồi tới giờ? Đều 50 rồi. Rồi có mối tình nào khác nữa không? Em có một mối tình về sau là từng tầm 30. Thì em cũng quen một người nữ đó. Thực sự ra là một người nữ cũng đã có gia đình rồi. Chia tay và có một đứa con gái. Được 2 năm mấy á. Em dẫn về gia đình thì hồi đó ba mẹ còn sống. Ba mẹ nói là không có kết hợp được. Tại vì đã có gia đình rồi. Mới lại một phần hai bên đạo khác nhau á. Mà anh là đạo gì? Em đạo Thiên Chúa. À. Mà cô gái nó không chịu theo đạo. À. Cho nên ba mẹ không đồng ý. Thì cũng mới 30 rồi giờ tới 50. Bây giờ thì thời gian em đi làm thì công việc có đam mê thì cứ làm xong nó cứ quên thời gian đi. Mà bây giờ mình còn thích bằng đàn bà nữa không? Còn thích phụ nữ nữa không? Trời, dĩ nhiên em thích em mới tới đây để đến với chương trình chứ. Có ai bà đồng nghiệp, bạn bè hay gì đó chỗ làm có ai nghi ngờ đánh giá gì về giới tính của anh không? Họ nghĩ mình 50 mà không có định, họ nghĩ có một vấn đề họ nghĩ. Thẳng ra luôn là họ nghĩ mình là bóng hay là BD. Dạ. Yeah. Nhưng mà bản thân mình khẳng định là mình biết mình. Mình không bóng, mình không bóng. Đúng không ạ? Chính xác. Tại vì bây giờ chương trình này rộng mở lắm. Nếu dạ mà anh giới tính đó, em sẽ tìm người giới tính đó em mai mối cho anh thôi. Không, mình cứ thiệt thẳng thắn tính mình sao mình nói vậy. Mình thích phụ nữ. Mình thích. Họ nghi ngờ anh là cũng có cái cơ sở. Dạ đúng đó. Anh là làm nghề mình nghệ thuật cho nên lúc nào cũng trao chuốt nè. Quất một cái áo cũng lấp lánh thí dụ vậy. Rực rỡ. Tóc tai lúc nào cũng láng con. Thậm chí dầu thơm hay treo mút đúng không anh? Dạ vâng. Đó ra thì trai mình cũng ngọt, gái mình cũng ngọt. Anh nếu mà anh làm trong cái nghề làm MC dạ, mà dẫn chương trình mà hát với nhau nữa thì có rất nhiều cô, rất nhiều bà. Mà tại sao không ai ngắm nghĩa anh? Hay là anh không để ý ai hay sao? Thật sự là có. Đó. Có vài người cũng nói chung là cũng bảo em là sống với chị đi rồi chị chăm sóc rồi chị nuôi. Thật sự là em chỉ đam mê công việc chứ không đam mê cái đó. Rồi, tạm tới đó đi ha. Dạ vâng. Rồi, dạ mời chị. Dạ em
có một mối tình gọi là kết hôn rồi. Em có một bé năm nay 24 tuổi. Wow, bé gái hay bé trai? Dạ gái, ra trường rồi. Ra trường rồi, giờ bé sang sống chung với mình luôn hay dạ, sao? Dạ bé sống chung với ba, chia tay thì cũng 19 năm. À chia tay 19 năm dạ. Rồi giờ chắc anh ấy cũng có gia đình mới dạ, rồi chứ hả? Anh ấy có gia đình mới, có con rồi. À dạ. Mình sống với nhau được bao lâu? Dạ sống với nhau được 5 năm. Lý do sao chia tay vậy chị? Mà nói chung em thì lúc đó cũng còn mầm bột, thì anh lớn hơn em 8 tuổi. Thì lúc hai người lấy nhau thì cũng giống như là say nắng vậy. Không có yêu nhau lâu, trong vòng 1 tháng thôi. Thế từ đó đến nay cũng gần 20 năm. Chị được có trải qua thêm bao nhiêu mối tình? Dạ em cũng có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì em quen cái anh bạn trai, thì anh cũng có gia đình rồi mà em không biết. À. Sau khi em phát hiện ra 1 năm sau, chưa tới 1 năm thì em chia tay. Rồi. Có nghĩa là người ta gạt mình, ta không cho mình biết, ta giấu. Dạ đúng rồi. 6 năm sau thì em quen tiếp lại mối tình nữa, thì anh đó thì ghen quá. Chị làm cái gì mà bạn trai chị ghen? Anh ghen vụ gì? Dạ không, anh đó thì là giáo viên. Dạ. Anh thì anh thích người truyền thống vậy. Không có thích là đi hát rồi đi, lâu lâu em cũng hay ra em đi xả stress, đi phòng nhảy rồi em nhảy một bài hai bài rồi uống cà phê chơi vui thôi. Dạ đúng rồi. À. Sao vậy, mai mốt anh có bạn gái có vợ, anh có cho bạn gái anh hát hò rồi tới đi khiêu vũ gì đó, rồi anh có ghen tuông anh có cho người ta đi không? Em có một cái này chưa nói nữa. Rồi nói đi. Em làm bên khiêu vũ nghệ thuật á, em có nhảy nữa. À. Cho nên cái đó là va chạm nhiều. Thì em cũng làm thêm cái nghề là MC, có thể nó va chạm rất là nhiều, cho nên cái sự ghen tuông, nếu mà ghen tuông thì thực sự ra là cũng hơi khó. Nhưng mà rồi em ngược lại, em muốn bạn gái em thông cảm với mình, đó là công việc làm. Lâu lâu bạn gái cũng có những cái sở thích gọi là giải trí như vậy, thì em có ghen tuông, em có dạ cho không? Không, em hiểu. Bạn gái muốn làm gì thì không sao, nhưng mà đừng có kiểu như quá đà của mình thôi. Phải biết giữ mình, biết cái giới mình, hạn. Quá đà, đừng có lừa dối người bên mình được rồi. Còn em thì em vô tư lắm. Cô chia sẻ là giờ cổ có từng gãy đổ, có con rồi, thì anh có ngại không? Tuổi em đã đến tuổi này rồi, cũng không ngại ngùng gì. Nếu mà bé nó 24 tuổi rồi, lớn rồi, tự lo, ra trường tự lập rồi. Nhưng mà quan trọng là bé có đồng ý hay không. Sao chị? À, bé vẫn khuyến khích mẹ đi tham gia chương trình nhiều lần. Đó, chị là cũng lớn tuổi rồi đó, mà anh là chưa có con. Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau rồi chuyện con cái thì sao? Về vợ chồng sanh được thì cứ sanh. Còn rủ sanh không được rồi sao? Mình sống vậy đến già thôi. Được không? Anh có dạ buồn không? Anh chịu vậy không? Dạ được, em chắc chắn. Rồi mai mốt già ai nuôi anh? Hai người đương tự vào nhau thôi. Hợp lý luôn. Dạ. Thấy ổn không chị? Nếu như mà tình trạng sức khỏe tốt, kinh tế tốt thì sẵn sàng. Nói chung là cũng tùy theo trời cho đi ha, dạ. Mình cứ để tự nhiên ha. Cái kinh tế của em thì không cao lắm đâu. Nhưng cuộc sống ổn định không? Dạ, nó cũng ổn, nó bình ổn. Rồi mình dự kiến sau này nếu mà lấy vợ, dạ, rồi mình ở đâu? Dạ, ở nhà em luôn. Vẫn ở nhà, dạ, đó. Dạ, ở nhà gia đình em luôn. Dạ, rồi ở chung anh chị em đông đúc rồi chờ em không, dâu không. Chị dâu có vấn đề gì không? Dạ không, bây giờ nhà em chỉ còn có em, một người chị, một người anh thôi. Ủa chị có đạo gì không? Dạ em đạo Phật. Rồi ví dụ lấy ảnh rồi có phải theo đạo Công giáo có theo được không? Dạ không có sao. Không có sao. Ba mẹ em mất rồi bây giờ không sao hết. Bây giờ em thì dễ lắm. Giờ đạo hai người đó giữ cũng được. Dạ, đạo nào thì quan trọng đó là cái tâm của mình để có yêu nhau hay không, dạ, có vâng, muốn chia sẻ nhau hay có không. Có chung thủy yêu nhau, tin tưởng nhau không? Vậy thì tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng rồi đó. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của chị là như thế nào nè? Chị muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ em thì muốn tìm một người đàn ông là chung thủy. À, biết chia sẻ công việc gia đình. Rồi. Còn sống có trách nhiệm. Rồi. Thế còn anh muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ, em thích một người bạn gái là đơn giản, không xe xua, sống chân thực, chung thủy. Dạ. Nếu mà có mái tóc dài em khoái nha. Rồi. Cho em mượn cái hình của chị coi. Đây, chị tìm đi. Ở trong này có ảnh ở trỏng á. Một tấm thôi, tìm đi, rồi tưởng tượng đi. Hình dung cổ trong này có đủ nè, tóc ngắn có, tóc dài có, tóc đen có, tóc nhuộm có. Và anh thích ai? Áo đỏ. Tại sao anh lại chọn áo đỏ? Tại vì em nhắm cái tuổi. Anh hình dung bây giờ bên đây cổ đang bận áo màu gì? Tóc cổ đang như thế nào? Áo màu kem, trắng kem. Trắng kem? Sao không chọn cô nào trắng kem mà chọn cô màu đỏ? Ở đây đâu có đâu. Đây còn áo đen với áo đỏ. Cổ tóc dài hay tóc ngắn? Dạ, chắc ngang lưng chứ. Chắc ngang lưng hả? Ừ. Rồi, giờ là anh giờ anh quyết định chọn cô áo đỏ đó phải không? Dạ vâng ạ. Rồi, bây giờ còn chị, chọn anh nào? Áo xanh. Áo xanh, tại sao lại chọn anh áo xanh? Chị thích màu xanh hả? Em cũng thích màu xanh, nhưng cái gì em thấy anh áo xanh này thì đúng độ tuổi.
đúng độ tuổi. Hai người này chọn người yêu mà chọn theo màu không vậy ta? Cái hình đó nó hơi lâu rồi nha. Cái hình này là cái hình của 20 năm về trước đó. Không, con 7-8 năm trước, 10 năm trước. Hình 10 năm về trước á. 10 năm về trước. Còn dạ, hình của em là lâu chưa? Hình này lâu chưa chị? Hình của em mới đây. Mới đây. Mới đây. Rồi, bây giờ hai anh chị cứ giữ cái tấm hình chọn của mình dạ, nha. Bây giờ em sẽ mở cửa trái tim ra để mình xem coi cái cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay đúng hay không nha. Em tên là Phạm Ngọc Thắng, thì em 29 tuổi, em hiện đang công tác và sinh sống ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em hiện tại là làm về lĩnh vực công nghệ thông tin. Em quê ở Vũng Tàu. Rồi, công nghệ thông tin là cụ thể là làm gì em? Ngày xưa em học bên tự động hóa, chị thì có lập trình một chút xíu thì em hiện tại công việc em thì liên quan đến lập trình chút xíu thì cũng có vô trong phòng lab và test chức năng của những cái file mà đã tạo ra bằng tool rồi nếu mà ok thì em sẽ gửi báo cáo kết quả tester cho hả? Bên dạ dạng là tester hả? Dạ đúng rồi, tester. Em làm công việc lâu chưa? Em làm từ lúc em tốt nghiệp đại học tới giờ là cũng tầm khoảng em nghĩ là chắc 6 năm rồi. Em tốt nghiệp đại học gì? Dạ em học, em tốt nghiệp bên sở kỹ thuật. Võ Văn Ngân đấy hả? Dạ đúng rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thắng ơi? Điểm mạnh của em hả? Điểm mạnh của em thì chắc là tư duy logic, với lại em cũng thích tìm tòi cái mới. Còn điểm mạnh thì chắc em cũng hay chơi thể thao, là có chơi đá banh với chạy bộ với bơi. Còn điểm yếu thì chắc là chắc là sự không có tự tin khi mà nói chuyện với bạn nữ, một bạn nữ, hoặc là tính cách thì chắc là em sao ta, em nghĩ chắc cũng có điểm yếu vậy thôi. Rồi chiều cao em bao nhiêu vậy Thắng? Dạ em 1m68 à, em đoán trong đó 1m68 đoán thôi hả? Dạ tại trong cái lần ca sức khỏe, khám sức khỏe trên công ty ấy, thì đo được kết quả 1m68 chứ. Rồi tình trường của em thì sao? Dạ tình trường thì dạ em chưa có một cái tình nào hết tại cũng học đại học đó, thì em chỉ lo học thôi, xong lúc tốt nghiệp đi làm thì em cũng để ý bạn bạn, nhưng mà lúc gặp thì cũng cảm thấy là không có hợp nhau, quay lại em cũng để ý là các bạn nó cảm thấy không muốn tiến tới nữa, cho nên là em không có tiếp tục tiếp xúc với bạn nữa. Thì nếu về xét về kinh nghiệm trường thì chắc em chưa có nhiều, tại vì em chưa có từng quen bạn hết. Vậy là chưa được nắm tay gì hết hả? Dạ chưa. Trời ơi, chưa được chạm tay luôn hả? Dạ. Em ở Vũng Tàu, em ở thành phố Vũng Tàu luôn hả Thắng? Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Thì qua nhiều lần gặp, em cũng trong lúc gặp mấy bạn mà em có để ý đó, thì mấy bạn cũng để ý em, thì mấy bạn sau đó thì mấy bạn tự động, mấy bạn cũng không có muốn tiến tới nữa, thì em nghĩ là chắc em cũng tự ti, yếu là chắc em nghĩ là cái tự ti của em là cái bề ngoài của em không được đẹp lắm, thế với lại cho nên là em nghĩ là chắc em nghĩ là tìm một người mà nếu mà họ chấp nhận được cái vẻ ngoài của em, dạ vẻ ngoài của em và tính cách, thì thật sự là em nghĩ là nếu mà chấp nhận vẻ ngoài của em xong rồi tính cách nói chuyện mà mấy bạn thấy hợp thì nghĩ là ok thôi, chứ giờ em cũng không biết nói ra cái nhu cầu của em như nào, tại vì em nghĩ là tới cái giai đoạn này chỉ có chú tâm vào đi làm thôi, cho nên là cái bắt nhịp về đối tượng của em thì nó cũng khác so với mấy bạn hồi trước. Yeah. Rồi về ngoại hình tuổi tác của bạn gái đi, mình đi vào chi tiết luôn đi. Yeah. Em thích những bạn nữ như thế nào, cao cao thấp mập ốm hay sao?
Dạ, em thì em cảm thấy là nếu như mà nhìn đó thì em hơi bị ấn tượng bởi những bạn nữ mà cao nhưng mà không nhất thiết phải cao hơn em, cao cũng bình thường thôi à. Tuổi thì em nghĩ là thường nó là mấy người lớn tuổi hơn, các bạn nữ thì không thích một bạn nam mà kém tuổi hơn, cho nên Rồi là em người đi, ta em thích gu như thế nào? Bạn nữ về tụi tôi xử mấy bạn nữ. Còn bây giờ em thích những người như thế nào? Quan trọng là em bây giờ em thích bạn gái như sao này? không khó không để những cái nhỏ nhặt lắm, cũng dễ dễ tính. Và tại vì là công việc của em thì nói chung nếu các bạn ấy công việc thì em cũng bận, nó lúc bận quá cho nên là em cũng không có thời gian nhiều để mà đi chơi, nhưng mà em nếu mà có thời gian rảnh thì em dành thời gian cho bạn đó, cho nên là cần bạn ấy chịu khó thông cảm cho công việc em xíu. Với lại em nghĩ là đến tuổi này thì em có thể là em sẽ hơi bị dị ứng với mấy bạn mà lâu lâu hơi bị nếu như mà tự nhiên giận đó chị, cho nên là em không thích mấy bạn như vậy. Cái giận dỗi vô cớ đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu mà người nam cũng được hoặc người bắc cũng được, nhưng mà nếu như bố mẹ em thì lại không thích người miền Tây chị. Nhà em là người miền Bắc hả? Em là gốc Bắc đúng không? Dạ đúng rồi, gốc bắc, nhưng mà em tại trước giờ thì mấy bạn nhìn nghe giọng em thì chắc mấy bạn chạy luôn, tại vì là nghe giọng bắc thì nghĩ là người bắc hơi khó, nhưng mà thực sự là em sinh ra bắc nhưng mà em bố mẹ em về Vũng Tàu á thì sinh ra em luôn, cho nên là cái tính cách của em nó hơi bị dễ qua người miền Nam rồi, chứ nó không có khó lắm so với người miền Bắc. Và em cũng không muốn ra trường mới, cho nên là mấy bạn nữ thường là nhìn bằng anh trai bắt thường nói là ra trường, nhưng mà sự em nghĩ bạn em thì không có ra trường. Nếu như mà xử lý một vấn đề mà giữa mẹ và vợ và bạn gái thì em sẽ cân nhắc giữa hai bên, chứ em không có nghe theo mẹ em hoàn toàn 100%. Đôi lúc em vẫn cứ phân tích cái vấn đề của em ra cho mẹ hiểu, chứ em không có nghe hết 100%. Em ở Bắc Nam ở tỉnh nào đó? Mẹ em ở Thái Bình, của em Tuyên Quang. Em sinh ra học. Ok rồi. Thế là yêu cầu gì ở bạn gái nữa không nè? Chắc là Đủ nếu chưa? mà cái này, nhưng mà nếu mà yêu cầu á, thì chắc em cứ yêu cầu thôi đúng không? Chứ Em cứ đâu yêu cầu phải thôi, còn đến tìm được hay không ừ. thì mình tính sau. Thì nếu mà một điểm cộng nữa là nếu mà bạn ấy cười xinh cũng được, dễ thương thì ok rồi. Em có một điểm mạnh nữa là em nhớ ra là em có thể dành thời gian để mà nếu bạn ấy muốn đi chơi hoặc là chụp hình thì em luôn sẵn sàng để chụp, nhưng mà ở đây những tấm hình đẹp. Cái điểm yếu của em thì là em lại cũng không có biết những cái tài lẻ, em cũng không biết đánh đàn, em chỉ biết thích đi chụp hình thôi. Yêu cầu thì chắc là nữ cao và không còn cao lắm rồi, xinh, nó cũng nụ cười dễ thương thôi, còn không phải là miền Tây rồi, ít tuổi hơn. Và nếu như mà có việc làm á chị. Rồi dạ em nghĩ tạm thời em ra yêu cầu thôi, tại vì em nghĩ là em cũng 29 rồi, thì nếu mà đặt yêu cầu cao quá thì em nghĩ cũng một tiết. Rồi, ok. Cảm ơn Thắng ha. Hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Có người phù hợp thì chương trình còn liên hệ với em để làm nội dung kỹ hơn ha em ha. Vâng. Rồi, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn chị, cảm ơn chương trình. Chị chào em.